Cô ơi, tôi muốn làm giấy khai sinh cho con của tôi. Nha, con gà nó kêu là cục tá, cục tá, cục tá. Còn con vịt thấy con ngỗng. Đó, con vịt nó kêu cạp, cạp, cạp á. Ủa, Năm, khi nãy về ở luôn hay đi nữa? Về ở luôn. Đi mấy năm rồi về lòi ra ăn cục đó hả? Rồi ba nó đâu rồi? Ông hùng quá à. Nếu mà có thì đã ổng con về một mình như vậy. Chắc gặp thằng nào quất ngựa truy phong rồi gì. Đàn bà con gái lên Sài Gòn là hư hết. Không là bậy thì chữ quen. Sao em lại đối xử với tôi như vậy? Em lại từ bỏ hết những ân tình của tôi để chạy lên Sài Gòn lập nghiệp. Giờ về lại mang theo một đứa con không cha như vậy sao? Tôi đã chờ đợi Tâm suốt mấy năm rồi. Để rồi bây giờ chứng kiến cái cảnh bạc bẽo như vậy sao? Tâm chơi tôi, tin lời đường mật của thằng Sở Canh. Nó tặng cho Tâm cái bầu, rồi nó quất ngựa tri phong luôn. Tâm nói đi, nó là thằng nào? Mặt mũi ra làm sao mà nó làm cho Tâm khổ sở nhục nhã như thế này? Tâm chỉ đi, Tâm chỉ đi. Cái giác dao giết chết mẹ đó luôn. Anh Tư à, anh đi về ngủ đi, khuya rồi. Anh ngủ không được á thì để cho bà con lối xóm người ta ngủ chứ anh Tư. Tâm ơi, Tâm, Tâm ơi, Tâm ơi, anh nhớ em lắm Tâm ơi. Ngủ con nha, ngủ nha. Má ru con ngủ nha, nha. Giỏi là má thương nè. Ví dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo à, gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mà. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Đây đây là má ổng không? Đây má ổng nè mùng. Thôi đây, đây má ổng nè mùng. Đây con, để má ổng nè, má ổng nè. Nến còn sao vậy hả? Nó má nghe coi hả? Thôi nè, sao mà con nóng chứ gì nè hả? Vấn đề muốn định vị chính xác, tôi đề nghị chị đưa lên bệnh viện Sài Gòn để khám tổng quát.
như vậy sẽ điều trị kịp thời nếu phát hiện ra bệnh tình. Còn con thưa mẹ, con mới về. Làm gì vậy mẹ? Mẹ đang tưới cây. Lại bệnh gì nữa đây? Sao mới cưới về mà mặt mày cứ dằm dằm vậy á, thì làm ăn sao cho lên được đây chứ? Vợ con đang bệnh mà mẹ. Nhà này á đâu có thiếu quý bà mà cưới thêm. Cứ như là tiểu thư đài cát hay là con nhà danh giá không bằng vậy. Rồi đây á, mày sẽ khổ dài dài đó con à. Má sẽ lo cho con, má sẽ không bao giờ rời xa con. Dù cho má có cực khổ như thế nào, má cũng không bao giờ để cho con trở về căn nhà đó để con khổ đâu. Má sẽ không bao giờ mất con đâu Bảo à. Má sẽ không bao giờ để mất con đâu Quốc à. Các con đem đồ ăn đến cho ba, rồi về mẹ chị ăn cơm nha. Dạ. Tôi rất hiểu tâm trạng của chị lúc này. Là mẹ mà, ai mà không thương yêu chăm sóc lo lắng cho các con của mình. Nhưng thú thật, có đôi khi chúng ta suy nghĩ hơi thái quá. Tôi cũng đã từng có một đứa con trai bị thất lạc. Nói ra thì tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Tôi cũng rất quý cháu Quốc. Khi nhìn thấy cháu rất hiếu thảo với mẹ của mình, và cứ ước ao sao phải chi Quốc là con của tôi thì hay biết mấy. Cháu cũng đã kể cho tôi nghe về những bươn chải vất vả của chị phải nuôi con trong hoàn cảnh đơn chiếc. Tôi rất thắc phục chị. Nhưng chị cũng phải hiểu cho cháu, chuyện Quốc lên đây sinh sống cũng là vì nó nghĩ cho tương lai của hai mẹ con mà thôi. Tôi xin lỗi vì những lời nói của tôi hôm rồi. Tôi thấy mình cư xử cũng không đúng với bà. Chị cũng đừng nên nhắc nữa làm gì. Tôi quên rồi. Tôi ít ăn ít học, cho nên những lời nói của tôi chắc chắn sẽ làm phật ý bà. Nhưng mà tôi trước sau như một. Tôi không muốn thằng Quốc nó dính líu hay là nó qua lại với gia đình nhà bà nữa. Tôi cho nó lên đây á là để nó chuyên tâm làm việc và lo cuộc sống tương lai sau này của nó. Bà đừng tạo cho nó một cuộc sống đầy đủ tiện nghi nữa, nó sẽ quen thói ỷ lại. Tôi sợ nuông chiều nó quá, nó sẽ dễ bị hư hỏng. Chị à, tôi xin nhắc lời của chị, suy nghĩ của chị không thật đúng lắm đâu. Cháu Quốc nó là con trai,
lên đây sinh sống, lạ nước lạ cái. Nhiều khi điều kiện ăn ở của cháu không được thuận tiện cho lắm, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu, cho nên tôi mang cháu về đây để tiện diện chăm sóc. Cháu có điều kiện sinh sống nó đàng hoàng, chu đáo hơn thì nó sẽ làm việc tốt hơn, chứ tôi có đương chiều gì cháu đâu. Nói tóm lại là coi như tôi xin bà đi, bà đừng đến gần con trai tôi nữa. Bà đừng coi nó là thằng con trai trong trí tưởng tượng của bà nữa được không? Chị, sao chị lại nghĩ như vậy? Tôi có làm điều gì sai trái đâu. Bây giờ tôi nói sao cho chị hiểu ý tôi đây. Nếu chị là một người mẹ đúng nghĩa đó, thì không bao giờ chị để đứa con trai của chị bị thất lạc cách vô lý như vậy. Nếu chị coi con trai của chị là một bảo bối á, thì chị sẽ không bao giờ rời xa nó nửa bước. Cho dù là nửa bước cũng không rời xa, chị có hiểu không? Trong khi chị đang hạnh phúc với rượu mừng pháo hoa, thì cũng là lúc thằng con trai của chị nó mơ vơ hụt hẫng. Chị làm mẹ kiểu gì kỳ cục vậy? Chị đã tự tay đánh mất giọt máu của mình rồi, chứ không phải là vì nghịch cảnh hay là vì ép buộc gì hết á. Rồi bây giờ chị tính bù đắp tình thương của mình cho con của người khác hả? Bà nên nhớ, tất cả những đứa con trơ đời này đều có mẹ, tụi nó không thiếu thốn tình thương của người mẹ để bà phải mang bố san sẻ hay bù đắp gì đâu. Bà nhớ kỹ đó. Bà ơi, bà. Mẹ. Anh có sao không vậy ba? Má, sao má lại nói như vậy hả má? Ba chỉ nói đúng sự thật thôi. Con đừng có dính líu gia đình bà ta nữa. Bà ta đã xen vào cuộc sống của má con mình nhiều lắm rồi, con có biết không? Nhưng mà bà ấy có lỗi gì đâu. Con không nghĩ má lại cư xử một cách quá đáng như vậy. Nhưng má mới là người can thiệp sâu vô chuyện riêng tư của gia đình người khác đó má à. Má đã làm tổn thương bác ấy một lần rồi chưa đủ sao hả má? Mà bây giờ má lại dùng những lời nặng nề như vậy hả má? Quốc, má không sao đâu. Con đừng nói lớn tiếng với má con như vậy chứ. Dạ, bác ơi, con xin lỗi bác. Bác thấy trong người thế nào rồi hả bác? Quốc, tại sao vậy hả? Tại sao con chỉ biết nghĩ tới cảm nhận của bà ta vậy mà con không nghĩ tới má chứ? Có phải vì má ít ăn ít học, má quê mùa, cho nên con nghĩ là những lời nói của con không làm tổn thương má chứ gì? Má ơi, má đừng có nói như vậy mà. Má cũng thừa biết là con không bao giờ có những suy nghĩ đó. Những gì má muốn nói á, má đã nói hết rồi. Bà đừng đến gần con trai tôi nữa. Đi về. Má ơi, nhưng mà bác ấy... Bác ấy sao chứ? Bây giờ má đi ra ngoài đường á, má bị xe đụng đó, con có lo cho má không? Hay là con chỉ biết lo nghĩ cho bà ta chứ? Má ơi, má càng nói má càng quá đáng rồi đó má. Bây giờ má hỏi con nè, con có lập tức theo má về không hay là con muốn ở lại đây? Má ơi. Được rồi, vậy thì má đi. Má ra ngoài đường á, má có bị gì á con mặc kệ má cái gì. Má vừa lòng bà chưa?